Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike đến từ thương hiệu Merida, model Merida Duke 600. Vâng, xin cùng bác đây là cái mẫu Merida model Duke 600. Hiệu Merida thì không còn gì xa lạ với bác nữa rồi. Mấy em bán rất là nhiều những dòng xe Merida, dòng xe đua, touring địa hình và dòng touring. Thì lần này em về một mẫu xe địa hình với tông là tông màu trắng nhá. Đặc biệt là mẫu Merida là trong thị trường châu Á luôn, được rất nhiều bọn còn trung toàn thế giới ưa chuộng. Mẫu sử dụng rất là đại trà và rất sử dụng. Model xe là model Merida Duke 600, model của xe. Thì bây giờ sẽ đi qua tổng thể lớp sơn xe. Đây là lớp sơn zin của xe nhé. Qua quá trình sử dụng thì một vài vết xước nhỏ trên khung xe thôi. Những chỗ mà bị xước em sẽ quay cho các bác xem, là vết xước nhỏ thôi. Bên dưới dưới thì có cái miếng lót Shimano để chắn nạp xích đó nhé. Đây là mã vạch chính hãng của Merida, cũng ở trên khung xe. Đó, về có thể lau chùi lấn rửa qua nhé. Em về xem mới về đâu mà buổi trưa có thể lau chùi qua bác. Tông màu nào tông màu trắng. Bộ phốt ni lông nhôm. Tay lắm của S Ram. Tay lắm S Ram. Tay ống xả bên trái em tay ống xả của Shimano. Cái miếng chỗ tay ống xả là mất miếng lắp đó nhá. Mất miếng lắp nhựa thôi. Đây là miếng lắp nhựa này. Em đã nói luôn trong video các bác nắm rõ. Nhưng mà hoạt động nó bình thường rất tốt nhá. Không ảnh hưởng đến xe cả. Bản chất sử dụng với cụm phanh dầu thì được chính hãng của Shimano. Bên phải em người ta bấm xả bên tường điện chính hãng của Shimano. Cụm phanh ra sau là cụm phanh dầu thì được của Shimano. Đặc biệt xe trang bị với giảm sóc hơi. Giảm sóc hơi này, AIR này. Mọi người tạo tốt thôi nhé. Giảm sóc hơi của Suntour Epicon, may bạc đạn của Cyclotech. Vành chính hãng của Merida. Sử dụng xe sử dụng lốp Canada. Lốp Canada. Kích thước lốp 26x1.95. Lốp cũng còn rất là mới. Lốp của em mới đánh rửa qua rất là sạch. Bề mặt lốp em vẫn còn cái ta lông lốp này. Gai lốp rất là dày đấy nhá. Bồi đĩa Suntour 3 tầng đĩa gạt đĩa của Shimano Acera. Một lần sau là củ là Shimano Acera. Xe trang bị với 9 tầng lip, lip đen của Shimano. Sau được sử dụng với vành máy bạc đạn khối lổ của Cyclotech. Máy bạc đạn hơi khối lổ nhé, của Cyclotech. Model của xe là model Merida Duke 600. Đó là xin lỗi đứng ở khung xe. Mình đứng ở khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 54. Tức là các bác tàu nhất 6 trên nhất 7 đi vừa. Xe trang bị với 9 tầng lip. Lên lip rồi. Thủ lip. Rất là bon. Bên phải em 3 tầng đĩa. Xuống đĩa.
lên nữa. Có cần chu một máu nhá. Vâng, đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike Meridian model Nokia 600 và xe trang bị với giảm xóc hơi Group Shimano và xe laptop bên nhau là 7,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube thì kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại ngày mai.